Hello. Good morning, Kanji. Okay, so bây giờ là 12 giờ trưa nhé, bên East Coast. Anh chị em nào bên West Coast, đó là sẽ mấy giờ ta? 7 giờ à? 9. When? 9 giờ. Mình tính lộn. Okay. Bữa nay là chương trình rất là đặc biệt các anh chị ơi. Anh chị có thể text ra mời và share những người, nhất là những người nào quan tâm về sức khỏe đó. Quan tâm về sức khỏe, tại bữa nay Linh mời được một người khách mời không có tính trước, nhưng mà người này cũng đã chấp nhận rồi và sẽ đang chuẩn bị để có mặt và chia sẻ với các anh chị em ha. Ok, anh chị em nào ở Canada, ở Việt Nam, ở Mỹ nè, Úc, Pháp, Australia, vân vân. Welcome các anh chị nhé. Ok. Hello Tuấn. Hello chị Nguyệt. Rồi anh chị em mình cho 30 giây nữa nhé. Ok, bữa nay có một người khách mời rất là đặc biệt các anh chị. Ok. Thì nói sơ về Linh á, thì Linh tên Linh Cao ở Charlotte, North Carolina. Background của Linh thì trong ngành nail 26 năm. Hồi đó thì Linh có chừng tiệm nail khắp nơi. Hiện tại bây giờ thì Linh có cái trường Cosmetology School ở North Carolina. Hai vợ chồng đã làm trường trên 10 năm. Thì hiện tại bây giờ là Linh đang ở Atlanta, Georgia, một thành phố rất là tuyệt vời các anh chị. Thì Việt Nam mình tập trung ở những cái thành phố chẳng hạn như Cali, Houston. Thì trong thời gian vừa qua thì 16 anh chị em. Thank you người đẹp. Và Linh đang ở nhà một người bạn cũng là dược sĩ các anh chị, cho nên mình cảm thấy mình rất là may mắn ha. Ok. Rồi bây giờ người khách mời của Linh đã có mặt ở đây rồi. Ok. Oops, sorry. Can we move this so that way it's nói tiếng I can... Việt. Oh, one. Okay. Sorry. Để... Chương trình bữa nay nói bằng tiếng Việt nhé. Ok. Ok. Thấy được không? Xa xa ra một chút để... Ok. Rồi. Rồi, xin chào các anh chị. Hello, hello. Thì Linh với lại dược sĩ Duy Tôn là đang ở Atlanta, Georgia. Thì hôm nay thì mình nói về sản phẩm làm sao. Sorry. Làm sao có thể hỗ trợ các anh chị về sức khỏe. Thì mình nói bây giờ là mình muốn làm sao mà mình có phòng chống bệnh thay vì là chữa bệnh, đúng không? Thì chắc chắn là nếu mà mình bệnh á, thì dĩ nhiên là mình nên kiếm những người bác sĩ vân vân để mà chữa bệnh. Nhưng mà nếu mà mình có một cái cơ hội để mà mình phòng chống bệnh tật á, thì đối với Linh thì cái đó rất là tốt, đúng không? Thì hôm nay đó là mình có một người trong ngành pharmacist, là chuyên môn về thuốc vân vân, là sau khi bệnh thì anh dược sĩ Duy Tôn sẽ giúp và hỗ trợ những người đó về có những cái thang thuốc, không biết phải thang thuốc hay không, những cái prescription. Mười mấy năm trong ngành, trên 15 năm các anh chị. Thì hôm nay đó là dược sĩ Duy Tôn cũng không những là rành về thuốc, nhưng mà hiện tại bây giờ là có những cái kiến thức đối với Linh thì rất là quý trong thời gian anh đầu tư 5 năm vừa qua để mà tìm hiểu làm sao có thể phòng chống bệnh tật, ung thư vân vân qua những cái dòng Pharmanex của New Skin. Thì hello anh Duy. Hello chị Linh. Ok, anh Duy có thể nói sơ về mình và mình hiện tại giờ ở Atlanta vì lý do gì? Xin chào các anh chị. Hôm nay rất là vui. Đã coi như là cái này là không có tính toán gì, tự nhiên cách đây chừng mới 20 phút thôi cái chị Linh kêu Duy lên chia sẻ với anh chị. Cái này là tại vì đang ở cái điều vui hạnh phúc là cũng qua cái cơ hội kinh doanh này mình có thể mình travel và đi gặp rất là nhiều người trên khắp nơi, và đang ở nhà một cái người bạn rất là thân với Duy lúc mà Duy cần đi học pharmacy school và học chung với Kiều, với Duy, và chơi rất thân, và anh em cũng không gặp lại nhau cũng một cái thời gian. Và cái nhà rất rất là đẹp các anh chị, đây là một cái giống như một cái biệt thự chứ không phải cái nhà này. Mà nhà này như có trên 7.000 square feet thôi phải. Và đi vô đây chắc bị lạc quá. Một vợ thì làm dược sĩ, chồng thì làm bác sĩ chuyên về về pain management. Và hôm nay Duy đang mượn cái nhà này làm một cái live với các anh chị ha. Và cái đây là không có tự nhiên, một cái duyên đến thôi. Và Duy nghĩ có khi cái duyên nó đến thì có thể nó duyên số thì nó lúc nào nó không tốt, đúng không? Thì qua thời gian mà mấy năm vừa qua đó thì Linh được cái dịp là mình làm việc sát với anh Duy Tôn rất là nhiều.
Cái mà Linh thấy đó là mỗi lần mà anh đi ra ngoài mà mình đem cái scanner, cái biophotonic scanner ra là mình nói chuyện với các anh chị, thì hầu như là anh Duy có những cái phương pháp để mà tư vấn làm sao mà những người đối tác đó có thể dùng những cái dòng sản phẩm, những cái package gì để hỗ trợ về sức khỏe. Và ở đây mình sẽ tập trung vào ba cái package mà thường xuyên Linh thấy anh Duy tư vấn về ba cái package này nhiều nhất. Có thể rằng là mình tư vấn theo cái nhu cầu của họ hoặc là theo cái túi tiền của họ, bao nhiêu họ muốn xài vân vân. Thì cái đầu tiên á là anh Duy nói rất nhiều về cái bộ AgeLOC Youth Combo với lại cái G3, đúng không? Cái đó là cho một người mà trung bình họ muốn xài vừa túi tiền, không có mắt, cũng không có giống như vừa đó, là ít nhất đó, là thường thường anh nói là gì, good better với best, phải không anh Duy? Thì cái bộ good đó là youth với lại G3, right? Cái bộ better đó là cái bộ là youth, ageLOC youth với lại lipac nano. Cái bộ thứ ba mà Linh thấy thường xuyên anh Duy tư vấn cái này rất 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 là nhiều, nhất là những người nào mà trong ngành nail nè, và mình biết mình làm việc trong cái môi trường không có được tốt, nhiều hóa chất vân vân, nhưng mà vì cơm áo gạo tiền thì mình cũng tiếp tục mình làm, nhưng mà mình làm sao để hỗ trợ sức khỏe của mình. Còn dạo này thì như gặp mấy bạn của anh rất là nhiều, những người giao lưu rất là nhiều, những người đi ra ngoài socialize và cũng uống cũng khá nhiều. Thì anh Nghe Duy là nói nói nhỏ nhỏ nhá nhỏ nhỏ. hết Thì làm sao có thể hỗ trợ gan về phổ hỗ trợ về gan và phổi, thì anh Duy có thể rằng là nói về ba cái package đó là như thế nào? nói về ba cái sản phẩm đi ha. Vâng. Ba sản phẩm sẽ hôm nay sẽ nói về G3 và nói về Lifepack Nano và nói về cái có thể bốn sản phẩm về cái R Square một chút nữa. Và nói về thêm một cái nữa là cái Youth là một cái mà Duy đam mê nhất và đã qua cái dưới này nó đã giúp không biết bao nhiêu ngàn người Việt trên nước Mỹ và Canada. So cái đầu tiên đó là tại vì nói thì đôi khi cái người đối tượng mình á sẽ không nhìn nhận ra, cho nên lúc nào Duy làm gì cũng phải có những cái công cụ để cho họ thấy ha. Thì thường thường á là mình có thể mình nói về những cái scan trước, sau khi mình scan thì mình nói về cái phần đó, nhưng mà hôm nay mình không tập trung về cái đó, mình chỉ nói về sản phẩm thôi các anh chị ha, tại vì cái thời gian chúng ta không có nhiều á. Thì đối với Duy á, thì với cái này nó cũng giúp cho các anh chị rất là nhiều, tại vì có một số anh chị có thể không không nhớ đó, và mình có thể mình qua những cái công cụ này mình có thể mình nhìn thấy và mình có thể mình tư vấn cho một cái người về cái sức khỏe thì nó cũng dễ dàng hơn. Thì cái đầu tiên đó, Duy nói về nước gất và cái G3. Thì cái G3 này là một cái sản phẩm mà người ta đã tốn trên 3 năm nghiên cứu và sau vài ngàn loại trái cây họ mới chọn ra bốn cái loại trái cây mà có cái antioxidant cao nhất. Và tại vì đôi khi là mình cũng không có cần đi detail lắm ha, tại vì trong đây nó có những cái nếu như mà các anh chị mà quên nó cũng có trên đây nó giúp cho mình ha. Thì cái này á, nó có được là trái gấc cộng với Siberian pineapple, Chili and Elysium. Và một cái chai nước gấc này á, nó tương đương với 70 trái cà chua, 60 trái cam, 40 trái bắp và 10 trái cà rốt. Và bây giờ nếu như mà anh chị mà đi chợ đi mà mua 70 trái cà chua, 60 trái cam, 40 trái bắp và 10 trái cà rốt, anh chị có thể tốn rất là nhiều tiền và thậm chí có thể cách nào mà mình có thể mình bỏ vô mình xay để vô được một cái chai nước gấc như vậy không? Và một cái chai nước gấc người ta đã được nghiên cứu và đã lọc lựa bao nhiêu cái tạp chất ra, và bây giờ để có một chai nước gấc nó chất lượng như vậy, và với một cái chai nước gấc này nó giúp trước hết đó là cho làn da mình đẹp hơn, mắt sáng hơn, nó tăng được cái hệ thống miễn nhiễm và nó cũng giúp cho allergy, con của Duy đó là bị allergy và sau khi dùng cái này đó là bây giờ bớt allergy rất là nhiều và cái ít bị bệnh hơn, tại vì nó tăng được cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Và một cái nữa là nó cũng giúp cho cái gan của mình, và cái điều quan trọng là nó trợ tim và nó ngừa ung thư, và nó guarantee trong vòng 3 tháng mà các anh chị mà dùng sản phẩm mà nó không tăng được cái điểm antioxidant level của mình đó, thì công ty sẽ hoàn tiền lại 100%. Cho nên mình không có phải sợ. Đó là một cái đầu tiên mình nói về cái G3. Cái thứ hai á, Duy sẽ nói về cái Lifepack Nano. Thì thường thường á, mình sẽ đặt cái câu hỏi là các anh chị có thể ăn một cái xe rau được như vậy không?
và một cái gói vitamins có thể nó tương đương với một xe rau, thì anh chị chọn ăn xe rau hay là uống một cái gói vitamins. Thì với cái vitamins này, cái độc đáo của nó là cái công nghệ nanotechnology. Nano là siêu nhỏ, tại vì những anh chị nào có thể mua những cái vitamins ở ngoài, đa số mua ở Costco, thì đôi khi nó một số người sẽ nghĩ nó là rẻ, nhưng đối với Duy nó rất là mắc. Tại vì lý do kỹ thuật, sorry, bị rớt. Chết rồi cái live này. Nghe 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 cảm động vậy, xúc động rồi. Ok, rồi. So, đối với Duy nó mắc, lý do mà tại sao Duy nó mắc là ba vợ của Duy đã dùng cái vitamins của Costco mười mấy năm nay, sáng nào cũng uống đều đặn, nhưng mà lúc mà đo điểm vào có 20 mấy ngàn thôi, 21 ngàn, 22 ngàn. Có nghĩa là sao? Bao nhiêu năm nay dùng đều đặn một cái sản phẩm mà nó không đem đến kết quả cho mình thì tính ra nó rất là mắc, đúng không anh chị? Vừa tốn công vừa tốn sức và vừa tốn tiền. Oh my god. Ok, sorry. Vì lý do là những cái vitamins mà mình uống vào á, đa số á, đây cũng có cái hình á, nó bị dính vào và nó chỉ hấp thụ vô ruột có chừng 20 đến 30% thôi. Còn bao nhiêu nó đi ra ngoài hết. Vì cái công nghệ nanotechnology là nó được gói nhỏ lại đầy đủ chất dinh dưỡng và có sự hấp thụ là từ 85 đến 95%. Đó là cái lý do mà tại sao nó có đem đến cái kết quả cao hơn, và nó sẽ giúp cho mình được có giúp cho bộ não của mình, da của mình, cái xương của mình, ngừa ung thư và hệ thống trao đổi chất và hệ thống miễn nhiễm và trợ tim và mắt. Và cái quan trọng nữa, nó guarantee trong vòng 3 tháng nếu mà anh chị dùng mà điểm mà không tăng á, công ty nó sẽ hoàn tiền lại 100%. Thì đó là một cái life hack nano. Và cái mà điều Duy thích nhất á, là cái Aesop Youth ha. Aesop Youth là một cái sản phẩm mà đã tốn hơn 36 năm nghiên cứu, và chữ Aesop có nghĩa là một cái công nghệ, và cái công nghệ này đã được ra đời cách đây cỡ chừng 6-7 năm. Và với cái công nghệ này đã đem cho công ty bạc tỷ. Age là cái tuổi, lock là giống như lock là cái tuổi của mình, là làm chậm đi tiến trình lão hóa của mình. Thì với cái công nghệ này á, thì lúc mà mới ra thì ra một cái dược thảo đầu tiên gọi là Vitality. Vitality đã có thể reset lại được 52 cái gene expression. Lúc đó là một cái amazing science breakthrough. Và công nghệ càng ngày càng tân tiến hơn, và sau 6 năm bây giờ ra một cái dược thảo mà có thể reset lại trên 1.500 cái gene. Và các anh chị phải nhớ là dược thảo là không có liên quan tới FDA. FDA là cho drug, thuốc để trị bệnh, dược thảo để mình phòng bệnh. Và dược thảo thì có NSF, thì cái này nó đã được approve với NSF. Nhưng mà cái mà điều mà Duy rất là thích, và khi mà mình hiểu về dược thảo á, họ khi mà đem lên một cái thị trường á, các anh chị, là cái khó nhất là lọc lựa ra bao nhiêu tạp chất trong đó, những cái chemicals, những cái pesticide, những cái metals trong đó, toxin trong đó, để có một cái dược thảo tinh khiết, là cái đó là cái khó nhất. Và rất là nhiều có công ty khác bỏ những cái chất fillers trong đó thay vì cái active ingredients, nên cái kết quả nó sẽ không được cao lắm. Và công ty Pharmanex là một cái công ty đã thậm chí bỏ bạc triệu vô những cái dược thảo này, là làm những cái clinical study, những cái double blind study, test lên con người, test lên thú vật, những cái khoa học lâm sàng. Tại vì chỉ có thuốc mới làm những cái chuyện đó các anh chị, tại vì thuốc mới công ty người ta mới bỏ bạc triệu vô làm những chuyện đó, và công ty Pharmanex dám làm những cái đó để có một cái dược thảo nó chất lượng và nó an toàn cho một cái người tiêu dùng. Và đó là lý do tại sao dược thảo này nó nằm trong cái cuốn Physician Desk Reference, là cuốn cẩm nang y khoa của bác sĩ. Cho nên rất là nhiều người rất là an tâm khi dùng những cái dược thảo này, và đó là cái lý do mà tại sao nó đã đem đến những cái kết quả cho biết bao nhiêu người khác. Thì các anh chị biết á, là bên Nhật á, người Nhật á, là những cái người là được có cái làn da đẹp nè, sống lâu nè, ít bị bệnh tim nè. Các anh chị đồng ý với Duy không? Thì những người khoa học gia bên bên qua Nhật nghiên cứu những người Nhật ăn uống cái gì và đem những cái dược thảo đó về,
để nghiên cứu và thậm chí qua bên Scandinavia ha, qua bên Địa Trung Hải, qua bên Pháp, qua bên Alaska, qua bên Peru, là cái gì toàn năm châu trên thế giới, và không có một người nào mà có thể dùng những cái chất mà đầy đủ trên năm châu thế giới cho một ngày, cho một cái bữa ăn, và nó nằm trong một cái viên dự thảo này. Thì người ta đã nghiên cứu và đem về lọc lựa hết những cái gì mà nó tốt nhất, và họ đã lọc lựa ra, và đó là cái lý do mà có thể làm reset lại trên 1.500 cái gene. Và nó đem đến cái kết quả cao. Thì với cái dược thảo này á, nó cũng giúp cho toàn cơ thể của chúng ta ha, nó giúp cho cái da và tới cái cellular level, là cái qua cái tế bào của mình luôn ha, và hệ thống miễn nhiễm, cái hệ thống trao đổi chất và joint, những cái đau khớp của mình và xương của mình, và thậm chí nó ngừa ung thư. Vì những dược thảo này đã có những bác sĩ đã dùng để giúp cho những bệnh nhân, và thậm chí là tim của mình và mắt và bộ não của mình, và thậm chí cái trí nhớ, mà cái quan trọng nhất là nó sẽ guarantee trong vòng 3 tháng dùng, cái điểm antioxidant của các anh chị sẽ được tăng. Và nếu như mà không tăng, công ty sẽ hoàn tiền lại 100%. Mà qua cái dược thảo này, đối với Duy đã thấy rất là nhiều kết quả, và đó là một trong những cái lý do mà tại sao Duy rất là đam mê với cái những cái dược thảo này. Và đây cũng có một số hình ảnh, có thể là nó không có rõ lắm, nhưng mà các chị có thể thấy, và có một số người bị khớp á, thì họ cũng đã giúp được cái đau khớp trong vòng 15 ngày. Có anh bạn anh bị cao máu, thì sau khi dùng cái dược thảo nó cũng giúp cho cái cao máu. Và cái bác này là 86 tuổi, và sau khi dùng dược thảo đã mất trí nhớ, và sau khi dùng cái dược thảo này bây giờ đã có cái trí nhớ lại tốt hơn và biết một cái tuổi của mình. Và đây là có một cái người có cái làn da bị cái lỗ chân lông nó lớn, nhưng mà sau khi dùng bây giờ lỗ chân lông nó nhỏ lại. Và đa số ai dùng dược thảo này cũng là trẻ hơn. Và đây có những cái hình ảnh những anh chị đã dùng, thậm chí cái bác này đã dùng và có cái làn da nó trẻ hơn, và những cái lằn nhăn nó xanh mờ đi. Và thậm chí cái bác này là bị stroke và đã nằm trên giường bao nhiêu năm, nhưng mà sau khi dùng mấy ba tuần lễ có thể ngồi lên ăn uống với gia đình trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Và đây là một cái người bạn, người chị của Duy có cái tiệm nail, và người khách đi vào là đi bằng cái walker, và sau khi đi bằng cái walker đi vào cái tiệm thì đã chỉ cho dùng cái sản phẩm này, mà 3 tuần sau quay lại thì giờ đi không cần cái walker nữa. Và thậm chí cái mà Duy rất là thích đó là thậm chí chính người chủ là cái hình á, là cái mặt cũng tươi hơn. Thì đôi khi trước giờ Duy chỉ nói là người khách thôi, nhưng mà giờ nhìn lại người chủ cũng như vậy các anh chị. Thì đó là Duy chỉ muốn đi sơ qua, tại vì á, một cái nữa là để cho các anh chị thấy ha. Đây á, là những cái dược thảo mà mình có là tốt hơn và tốt nhất. Thì có thể cái tốt á, là mình đầu tư á, là chỉ có 5 đồng 17 sen một ngày, tốt hơn là 6 đồng 63 sen một ngày, và tốt nhất là 9 đồng 17 sen một ngày. Thì trong đây á, thì thường thường có cái youth và nước gấc, hay là lipac nano và cái chai youth là 199, hay là youth với cái lọc gan lọc phổi là 199, hay là youth cộng với Lipac Nano với G3 100, cái này thì 245 đồng thì phải. Và cái này là 275 đồng là cái Lipac Nano với R-Square với cái Youth. Nhưng mà cái mà Duy muốn nói thêm một chút xíu thôi là về cái R-Square, là cái lọc gan. Cái mà Duy recommend rất là nhiều người, đa số là Duy recommend về cái lọc gan lọc phổi, tại vì cái gan của mình á, nó bự bằng một cái football, và một phút nó lọc một lít máu của mình, và lọc bao nhiêu chất độc chất dơ trong người mình nó thải ra ngoài. Mà bây giờ các anh chị thử nghĩ đi, một cái mà cái filter mà bao nhiêu năm nay mình chưa bao giờ rửa thì chuyện gì xảy ra, thì không lọc sạch được nữa, đúng không? Và bao nhiêu chất độc nó nằm trong cơ thể mình, và một số nó sẽ thải ra ngoài da, và thậm chí nó có thể giết cái tế bào gan của mình. Và đó là cho nên cái đầu tiên mà cần làm là mình phải lọc gan của mình. Tại vì lúc mà lọc gan được rồi ấy, nó giúp cho những cái dược thảo khác nó thẩm thấu vô cái cơ thể mình nó tốt hơn, và nó cho cái kết quả nó cao hơn. Và những người mà đã dùng qua đó, chỉ dùng một thời gian đã thấy cái làn da sáng hơn, và thậm chí càng ngày càng trẻ hơn và khỏe hơn.
Thì đó là những cái mà Duy muốn chia sẻ với các anh chị hôm nay, tại vì thời gian nó cũng không có, cũng hạn hẹp nên cũng không dám kéo dài. Mình còn bao nhiêu phút vậy? Mình còn 5 phút. Ok. Anh Duy cho Linh hỏi đó là bằng cách nào để mà anh giống như là phân ra là cái bộ nào là tốt nhất cho cái người đối tác. Giả sử như Linh nghe anh Duy nói rất nhiều về cái Ajax Youth và hai chai gấp, rồi cái LifePak Nano cộng cái Ajax Youth, và cái bộ mà gọi là the best one đó các anh chị, là có cái R-Square LifePak Nano với cái Ajax Youth. Thì làm sao anh phân ra là người nào nên dùng những cái package nào? Thì cái đó cũng tùy cái đối tượng và cái nhu cầu của người đối diện. Tại vì có một số người thì lại là quan tâm về uống juice, có một số người sẽ quan tâm về sợ không uống được nhiều cái viên. Cho nên nhưng mà cái quan trọng nhất là làm gì lúc nào cũng có cái chai juice trong đó là cái quan trọng nhất. Và cái thứ hai là cái lọc gan lọc phổi đối với Duy, là tại vì cái lý do mà tại sao Duy đi mạnh về lọc gan lọc phổi là người anh của Duy là một người nha sĩ rồi, đã bị hư gan, blood test ra bả bị hư gan, và sau khi dùng 1 năm mấy bây giờ cái gan đã trở lại bình thường, và không, ảnh không phải là người đầu tiên, và Duy có một số bệnh nhân khác cũng là giống như vậy. Và đó là cái lý do mà tại sao Duy rất là tin tưởng và đam mê về cái lọc gan lọc phổi, và đã thấy biết bao nhiêu người sau khi dùng rồi cái làn da họ sáng hơn và có một cái sức khỏe tốt hơn nữa. Và trong đó nó có cái chai Vitality, là một cái chai nó có thể nó reset lại cái gene expression của mình là 52 cái gene, và nó tập trung vào cái mitochondria và nó cho mình cái energy nữa. Và lúc mà mình dùng chung như vậy, con người mình nó có một cái energy nhiều hơn và nó khỏe hơn. Cho nên cũng tùy coi cái nhu cầu của mỗi người, và tại vì mỗi người sẽ có một cái nhu cầu khác nhau. Một người có thể spend 5 đồng 17 cent một ngày, hay là 6 đồng 63 cent, hay là 9 đồng 17 cent. Thì cái người nào mà có được cái nhu cầu nào đó thì mình chỉ đáp ứng những cái gì mà họ cần. Mỗi người có một cái túi tiền khác nhau, nhưng mà bộ best thì là 275 đồng. Thì lúc mà mình có những cái đó thì mình dùng thì nó kết quả nó cao hơn, và sau đó có thể mình dùng bớt lại thì cũng được. Ok. Cái câu hỏi cuối cùng cho anh Duy đó là anh dùng cái gì hàng Cái này tại vì chị Linh hỏi mà nói bây giờ có thể không nhớ luôn và nhiều quá. ngày? Và bây giờ chị nói một câu là những người nào mà biết Duy thì sao cái này đừng có lên Facebook của Duy coi lại hình cũ ha. Thì lại vì coi lại hình Do nha các anh chị, tại vì Linh biết anh Duy trong vòng 4 năm rưỡi và làn da của anh Duy khác hẳn. Right. Không những là làn da nè, nụ cười cũng khác hẳn, ánh mắt khác hẳn, nhưng mà cái nguyên là nguyên physical, nguyên cơ thể con người ảnh hầu như là khác hẳn luôn. Nhưng mà bữa nay là mình nói về dược thảo thì thường thường người ta nói rằng là anh dùng cái gì thì có thể nói cho mọi người biết không? Tại vì các anh chị nhớ là 80% nó nằm bên trong và 20% ở đây thôi. Và có nhiều khi mình lo quá ở đây mà chỉ được 20%. Duy thì lo bên trong nhiều hơn, và 20% này thì lo ít hơn. Nhưng mà bây giờ hồi trước á, thì cũng bây giờ chịu khó lo ngoài này và trong này, nên bây giờ nó bị trẻ ra một chút. Và những cái dược thảo nào mà chị biết về Pharmanex là những cái dược thảo gì dùng? Dùng hết. Đa số là dùng hết. Ok, rồi vậy là mình cảm ơn anh Duy có cái thời gian để mà chia sẻ với các anh chị nhé. Thì Linh chúc các anh chị có một ngày vui vẻ, tuyệt vời, hạnh phúc và phòng chống hơn là gì? Phòng chống bệnh thay vì là mình chữa trị bệnh bệnh, nha các anh chị nhé. phòng bệnh còn hơn trị bệnh, Chính xác. và Ok. dược thảo để phòng bệnh và thuốc để trị bệnh. Và bây giờ đặt câu hỏi là mình muốn trước sau mình cũng uống các anh chị, trước sau anh chị cũng sẽ uống, nhưng mà đặt câu hỏi là mình muốn uống dược thảo để phòng bệnh hay là uống thuốc để trị bệnh, và uống thuốc để trị bệnh và có bị side effects, bị phản ứng phụ và nó sẽ làm cho mình làm hư gan và hư 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 gan và hư hư kidney, là tự nhiên quên. Đặt câu hỏi là mình muốn uống cái nào, muốn uống cái mà mình sẽ có không bị ung thư, hay là trẻ hơn, khỏe hơn, hay là các anh chị muốn uống thuốc để bị phản ứng phụ. Ok, Ok. Alright, rồi. Have a good day, everybody. rồi xin chào các anh chị, Bye bye. bye bye. Thank you.